Mẹ, mẹ ăn trước đi. Hài Nhi chưa hiếu kính với cha, từ nay Hài Nhi nhất định hiếu kính với mẹ. Con ăn trước đi. Mau ăn đi. Mẹ ơi, sao mẹ lại ăn vậy? Ít Nhi, con bú sữa của mẹ mà lớn lên, mẹ không nỡ xa con. Sau này cho dù con gặp phải chuyện gì, con và Thanh Nữ phải chăm sóc lẫn nhau. Phải nhớ lấy, con và nó là cùng bú sữa một mẹ lớn lên. Thanh Nữ chính là tỷ tỷ ruột của con. Mẹ ơi, mẹ nói gì vậy? Con nghe không hiểu. Nếu con không đòi ăn điểm tâm thì mẹ con sẽ không ăn. Lại con hại mẹ con. Người làm sao người đoán được vậy? Hoàng thượng, bà Vú ăn điểm tâm xong bị trúng độc mà chết. Hộp điểm tâm đó chỉ có miếng bà Vú ăn là có độc. Điểm tâm là Lưu Nương Nương thưởng cho tiểu hoàng tử. Trước mặt Lưu Nương Nương, bà Vú không cho tiểu hoàng tử và Thanh Nữ ăn, nhưng sau đó lại tự mình ăn nó. Hành vi của bà Vú là vô cùng kỳ lạ. Làm sao biết được chỉ một miếng điểm tâm cô độc? Con chó con đó ăn bã do bà Vú nôn ra, trúng độc mà chết. Nếu những miếng điểm tâm khác có độc thì những con chó khác phải càng chết nhanh hơn, vì bã do bà Vú nôn ra đã được giảm bớt độc tính. Nếu chỉ có một miếng có độc thì sao bà Vú biết là miếng nào chứ? Trừ phi Lưu Nga nói bà ta biết. Hoàng thượng, lúc đầu thần dân cũng nghĩ như vậy, nhưng lúc nãy khi nghe Thanh Nữ kể xong, thần dân lại nảy lên hoài nghi. Nếu Lưu Nga Nương Nương và bà Vú là đồng bọn thì sao Lưu Nương Nương phải đích thân đưa thuốc độc? Như vậy không phải cho mọi người biết là mình làm sao? Thần dân cho rằng thuốc độc không liên quan gì tới Lưu Nga Nương Nương. Không liên quan tới Lưu Nga, vậy thuốc độc từ đâu mà có? Chỉ có một khả năng, thuốc độc là do bà Vú tự cho vào. Bà Vú bưng điểm tâm vào bên trong là để hạ độc, loại bỏ Lưu Nga Nương Nương. Chỉ có một cơ hội để cho thuốc độc vào trong điểm tâm. Về phần tại sao bà Vú lại hạ độc, tại sao cuối cùng lại tự mình hạ độc chết mình, thì thần dân không rõ. Các ngươi ra ngoài trước đi, trẫm muốn ở một mình một lúc. Thần xin cáo lui. Nương nương, nương nương, các thị vệ đã đóng cửa viện lại rất chắc chắn, không ai được ra ngoài. Người đi nói với họ ta muốn gặp hoàng thượng đi. Nô tài nói rồi, nhưng vô ích. Nương nương, mau gửi thư cho Trương đại nhân đi, không thể để. Tham kiến bát vương gia. Trong những ngày tới, trong cung sẽ xảy ra đại sự. Các ngươi đều là tướng lĩnh hoàng thượng tín nhiệm nhất. Kể từ ngày mai, trấn giữ ngoại thành Khai Phong, sẵn sàng đón địch. Nghe theo mệnh lệnh của bổn vương. Trung thành với hoàng thượng, nghe theo mệnh lệnh của bát vương gia. Ngươi tên là gì? Tiểu dân Bao Chững. Bao Chững, trẫm gọi ngươi tới là có một câu đố khiến trẫm nghi ngờ nhiều năm. Trẫm kể ngươi nghe một câu chuyện, ngươi nghe cho kỹ. Thành Khai Phong có một vị Tống viên ngoại là một nhà giàu có, tiền muôn bạc vạn, có đến mấy người thê thiếp, sống cuộc sống vô cùng dư dả. Nhưng Tống viên ngoại lại cảm thấy rất không hài lòng vì ông ta không có con nối dõi,
Gia tài nhiều là vậy, nhưng không ai kế thừa. Tống Viên Ngoại từng có mấy đứa con trai, nhưng đều vô duyên vô cớ bị bệnh chết. Tống Viên Ngoại cảm thấy kỳ lạ. Ông ta nghi có người hại chết con của mình. Năm đó, một nha hoàn của Tống Viên Ngoại lại sinh cho ông ta một đứa con nữa. Đứa con vừa mới ra đời, Tống Viên Ngoại liền thai xà đổi cục, lén lút đưa con trai ra khỏi nhà, rồi ôm một đứa bé đã chuẩn bị sẵn về nhà mình. Ngươi có biết tại sao không? Ôm ra ngoài là để bảo toàn tính mạng đứa bé. Ôm trở về là Tống Viên Ngoại muốn lợi dụng nó để điều tra những đứa con trước là bị ai hại chết. Ngươi hãy nghe tiếp đi. Lại mấy năm trôi qua, hai đứa con ở bên ngoài và ở trong nhà đều đã khôn lớn. Tống Viên Ngoại cũng đã gần đất xa trời. Ông ta nghĩ mấy đứa con trước của ông ta có lẽ là bị bệnh mà chết thật. Cho nên Tống Viên Ngoại đã trả lại đứa con mà mình ôm về nuôi và đón đứa con ruột của mình về nhà. Nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ đến, đứa con ruột về chưa được bao lâu thì lại chết, là bị kẻ khác hại chết. Hoàng thượng muốn hỏi là ai đã giết đứa bé đó à? Bẩm hoàng thượng, là gia sản của Tống Viên Ngoại đã hại chết con của ông ta. Ý người là sao? Thê thiếp của Tống Viên Ngoại, con do ai sinh vẫn còn sống thì người đó sẽ có được gia sản của Tống Viên Ngoại. Ý người là thê thiếp chưa từng sinh đứa con nào là đáng ngờ nhất. Trong số thê thiếp của Tống Viên Ngoại, ai là người biết Tống Viên Ngoại thay xà đổi cột? Tống Viên Ngoại đã làm vô cùng cẩn thận, đến mẹ ruột của đứa bé cũng không biết. Còn người khác à? Không ai biết hết. Hoàng thượng không nói sự thật, không có ai giúp. Tống Viên Ngoại không thể tự ôm một đứa bé ra ngoài rồi ôm một đứa khác về. Tại sao lại không thể? Vì ông ta là hoàng thượng. To gan, người dám nói bậy bạ trước mặt của hoàng thượng. Trần Lâm, hoàng thượng đưa thái tử ra ngoài cung, chuyện này có những ai biết? Trần Lâm và đệ đệ của trẫm, Bác Hiền Dương. Vậy thì hung thủ là một trong số hai người đó. Người thật là to gan, người đúng là chán sống rồi. Trần Lâm, hoặc là cả hai người họ đều phải. Sao ngươi kết luận như vậy? Hoàng thượng đã vô tình giao thái tử cho người muốn hại thái tử, nhưng lại bảo vệ được thái tử. Ngươi nói vậy là sao? Chỉ có rất ít người biết chân tướng chuyện thái tử thật giả. Thái tử thật có bất trắc gì, người hại thái tử cũng sẽ bại lộ. Trong cung không ai biết thái tử là giả. Thái tử giả có thể sống ở trong cung. Người khéo loại bỏ hiềm nghi người hại thái tử đang ở trong cung, ngoại trừ Trần Lâm công công. Hoàng thượng, nô tài một lòng trung thành. Trần Lâm, ngươi đứng dậy. Dạ. Thật ra vừa nãy trẫm đã nghĩ ra là ai rồi, chỉ là trẫm không dám tin. Trẫm gọi Bao Chuẩn tới đây là muốn nghe hắn nói trẫm đã nghĩ sai, nhưng hắn đã chứng thực cho trẫm. Hoàng thượng, hai người họ đều đáng nghi, sao người lại đoán là đệ đệ của người? Lúc nãy trẫm đã giao hơn nửa giang sơn cho hắn rồi. Thống lĩnh cấm vệ quân Hạ Hoài Mẫn tham kiến Bác Dương gia. Hạ Hoài Mẫn, hoàng thượng có chỉ tăng cường lực lượng bảo vệ hoàng cung. Kể từ hôm nay, bảo vệ hoàng cung sẽ do Ngô quân chủ và ngươi cùng nhau đảm nhận. Bác Dương gia, đã xảy ra chuyện gì? Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Bác Dương gia, có thánh chỉ của hoàng thượng không? Binh phù của hoàng thượng và khuôn mặt của bổn vương không lẽ chưa gọi là thánh chỉ sao? Bác Dương gia hiểu lầm rồi. Hạ quan chỉ cảm thấy
thánh vụ này đến quá đột ngột. Hạ Hoài Mẫn, hoàng thượng nghi ngờ có kẻ mưu đồ bất chính, không lẽ ngươi muốn khiến hoàng thượng nghi ngờ ngươi cũng bất trung? Hạ Hoài Mẫn, tôi chỉ nghe lệnh bác dương gia. Kể từ ngày mai, bất cứ ai ra vào cửa cung phải được bổn vương đồng ý. Rõ. Tuân mệnh. Nương nương, nương nương. Dạ. Hoàng thượng đến rồi. Hoàng thượng, hoàng thượng, thần thiếp là bị quan, thần thiếp bị kẻ khác vu oan hãm hại đó hoàng thượng. Trần Lâm, các ngươi ra ngoài, đóng cửa lại. Hoàng thượng, thần thiếp thật sự bị kẻ khác hãm hại. Đứng dậy. Quan cho nàng rồi, trẫm đã tìm ra hung thủ thật sự. Hắn ta là ai? Nàng trả lời trẫm trước. Nàng nói nàng thương trẫm, muốn giảm nhẹ lo âu cho trẫm. Đây có phải lời thật lòng của nàng không? Hoàng thượng, sao bỗng dưng lại hỏi thần thiếp chuyện này? Nàng trả lời trẫm trước đi. Là lời thật lòng. Nếu như hoàng thượng không tin, có thể moi tim thần thiếp ra để xem. Nàng thề với trời đi. Hoàng thượng, thần thiếp Lưu Nga xin thề với trời, tuyệt đối một lòng một ý với hoàng thượng. Nếu như hai lòng sẽ bị trời đánh. Tốt, trẫm đa tạ nàng. Bây giờ trẫm cần nàng. Nàng lập tức viết thư cho Trần Đức Lâm, gọi hắn quả tốc dẫn binh hồi cung cứu giá. Sao vậy? Là bác Hiền Dương, đệ đệ ruột của trẫm, người trẫm tín nhiệm nhất. Trẫm giao hết tính mạng chúng ta vào trong tay của hắn rồi. Đứng lại. Lại. Thái giám trực đêm trong cung phụng mệnh đưa người xuất cung. Không được, không có thủ vụ của bác dương gia, bất cứ ai cũng không được ra vào. Các người đúng là to gan. Hắn tới cầu kiến hoàng thượng đó. Cầu kiến hoàng thượng à? Bên trên có lệnh, bất cứ ai cũng không được tùy ý xuất cung. Hoàng thượng, mời người xem. Trương Đức Lâm nhận được thư của nàng, nhất định sẽ cứu giá chứ. Xin hoàng thượng yên tâm, Trương đại nhân vẫn luôn một lòng trung thành với hoàng thượng. Vào lúc này, thư của nàng có ít hơn ý chỉ của trẫm. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, thái giám trực đêm đến báo, bác vương gia đã cấm cửa cổng cung rồi. Không được ngài ấy đồng ý, bất kỳ ai cũng không được xuất cung. Còn nữa, ngài ấy cũng cho gọi tên họ Bao đó đến. Hắn. Bác vương gia đã dẫn người tới. Các người lùi xuống đi. Dạ. 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 Ngươi chính là người mà Dương Vân Linh mời vào trong cung tra án à? Phải. Điều tra vụ án tới đâu rồi? Đại nhân, hoàng thượng không cho nói. Bốn Dương là đệ đệ của hoàng thượng Bác Dương gia, cũng giống như hoàng thượng. Ngươi biết đây là cái gì không? Tiểu dân không biết. Binh phù, có thể điều động tất cả binh mã của thiên hạ Đại Tống. Hoàng thượng đã giao thứ này cho ta, mà con chuyện gì không thể nói với bổn vương? Trần Lâm, ngươi nhất định phải nghĩ cách gửi phong thư này ra ngoài thành ngay. Bây giờ Bác Hiền Dương đang cầm binh phù của trẫm, điều binh hồi kinh. 3 ngày sau, thành Khai Phong sẽ bị bao vây tứ phía. Tới lúc đó thì hắn sẽ ra tay đó. Hoàng thượng, bây giờ dù có cách xuất cung thì ngựa nhanh nhất, ngựa không ngừng gió, cũng mất tới 2 ngày mới có thể đến được biên ải. Vừa đi vừa về ít nhất cũng phải mất 4 ngày. Cho dù Trương đại nhân có thể đến kịp thì cũng không kịp đâu. Đầu của trẫm đúng là đầu heo mà. Chết rồi. Thật rồi. Không,
Hoàng thượng, chúng ta vẫn chưa chết. Thần thiếp có cách. Trần Công Công, ngươi đi đóng cửa viện lại, không cho phép ai vào đây. Mau nói, nàng có cách gì? Nói mau. Cha rõ rồi, là bà Vũ làm. Tại sao bà Vũ lại hạ độc? Bị kẻ khác ép. Bị kẻ nào ép? Lưu Nga nương nương. Làm sao ngươi biết? Trong điểm tâm Lưu Nga nương nương mang đến chỉ có một miếng có độc. Bà Vũ biết điều này. Tại sao bà Vũ phải hạ độc chính mình? Nếu để tiểu hoàng tử ăn điểm tâm thì hoàng thượng sẽ giết bà Vũ và con gái bà ấy. Nếu bà ấy không cho tiểu hoàng tử ăn thì Lưu Nga nương nương cũng sẽ giết mẹ con bà ấy. Dù sao cũng phải chết. Bà Vũ đành phải tự mình ăn miếng điểm tâm đó thì con gái bà ấy mới giữ được mạng. Quan tử giả tên Lãnh Thành đó cũng là do ngươi tra ra. Phải. Tôi bị coi là đồng bọn của hắn. Tôi gặp phải hắn coi như tôi xui. Hắn gặp phải tôi cũng là do không may mắn. Người đâu? Dương gia. Đưa hắn xuất cung. Dạ. Dạ. Đứng lại. Ngươi là thư sinh lên kinh thành khảo thí. Phải. Sau này bổn vương sẽ trọng dụng. Đa tạ bác Dương gia. Lùi xuống đi. Hoàng thượng. Đây là cái gì? Quách què. Hả? Hoàng thượng. Đây. Hoàng thượng, con bồ câu này một ngày bay được 800 dặm. Nàng. Hoàng thượng, con bồ câu này là của Trương đại nhân. Mấy năm nay hoàng tử của hoàng thượng lần lượt chết, Trương đại nhân vẫn luôn cảm thấy có người đang động tay chân. Ngày ấy bị phá đến biên ải trấn thủ cũng là có người âm thầm xúi dục hoàng thượng. Tuy ngày ấy ở biên ải, nhưng mà sợ trong cung sẽ có biến nên đã sai người mang đến đây. Con bồ câu có thể đưa thư để cho thần thiếp nuôi dưỡng, đề phòng bất trắc. Nhưng không ngờ bây giờ lại có việc dùng đến thật. Hoàng thượng, lời thần thiếp nói câu nào cũng là sự thật. Đây, mau đứng dậy, mau đứng dậy. Mau cho nó bay đi, mau. Đã nhìn thấy hết chưa? Ở trước mặt kẻ thù, nếu như muốn sống thì phải liều mạng. Đã hiểu hết chưa? Con hiểu rồi. Con không thể hiểu rồi. Bao! Dạ, tại sao phải thu binh? Thừa thắng xông lên sẽ một trận tiêu diệt kẻ thù mà. Bọn họ không phải kẻ thù của chúng ta. Dạ, con không hiểu. Các con hãy nhớ kỹ cho ta, kẻ thù thật sự không ở phía trước. Vậy thì ở đâu? Ở đằng sau. Chủ nhân. Chủ nhân. Nhà gửi thư tới.
Bẩm báo bác Dương gia, binh lực đã tập kết đầy đủ, chờ nghe lệnh của bác Dương gia. Trần Lâm, người nói xem có phải Trẫm nhớ nhầm ngày hay không? Hoàng thượng, người không nhớ nhầm, đã là ngày thứ ba rồi. Chắc chắn là Trẫm nhớ nhầm rồi. Nếu không thì sao tới giờ vẫn chưa có tin gì? Hoàng thượng, bác Dương gia tới rồi. Hoàng huynh, Trần Lâm, ngươi đưa Ích Nhi ra ngoài trước. Ta có chuyện này muốn nói với hoàng thượng. Trần Lâm, ngươi ra ngoài đi, để Ích Nhi ở lại, ở lại bên cạnh Trẫm. Dạ. Nói đi. Binh lực các lộ ở kinh đô đã nằm hết trong tay của thần đệ, hoàng huynh đã có thể yên tâm. Con muốn nói gì với Trẫm nữa? Huynh biết hết rồi à. Trẫm đã biết quá trễ rồi. Nếu như hoàng huynh đã biết hết rồi, vậy thần đệ nói thẳng ra luôn. Thần đệ muốn xin hoàng huynh nhường hoàng vị này lại cho đệ. Chôn chặt 20 năm nay, cuối cùng đệ cũng nói ra rồi. Hoàng vị này hoàng huynh đã ngồi 25 năm trời, vốn cũng không thể lượt huynh. Đại ca bị điên, nhị ca thì chết, nên mới tới lượt huynh. Đệ nói đúng. Luận nhân đức, Trẫm không bằng được đại ca. Luận tài cán, Trẫm không bằng được nhị ca. Luận tâm tư kỹ càng, Trẫm không bằng được đệ. Nhưng mà phụ hoàng lại vô tình ngẫu nhiên truyền hoàng vị lại cho ta. Để nói xem, Trẫm có được gọi là một hoàng đế tốt không? Không phải. Trận chiến Tống Liêu 18 năm trước, chúa Liêu đích thân dẫn 20 vạn quân Liêu Nam Hạ ép sát quốc đô Đại Tống ta. Huynh ngự giá thần chinh, đại phá quân Liêu ở Thiền Châu. Sau đó thần đệ cho rằng hoàng huynh nhất định sẽ thừa thắng xông lên, thu phục 16 châu yên dân ở trong tầm tay. Nhưng mà thần đệ không ngờ huynh lại sợ, không dám đánh nữa, nóng lòng rốt cuộc muốn nghỉ hòa với Liêu. Rõ ràng là đánh thắng trận, nhưng mỗi năm đều phải tặng tiền cho nước Liêu để sống tạm bợ, vô cùng nhục nhã. Để có biết rằng Tống Liêu chinh chiến liên miên, thật sự là không thể đánh thêm nữa. Ca ca, huynh đúng là một hoàng đế tốt, lúc nào cũng lo nghĩ cho thần dân của mình. Vì muốn rửa sạch nỗi nhục nghị hòa ở Thiền Châu, vì muốn được ghi danh sử sách, huynh giấy binh ồ ạt đưa cả triều đình tới Thái Sơn phong thiện, ngân lượng bỏ ra, lại khiến cho thần dân của huynh tăng thêm gánh nặng biết bao nhiêu. Sư phụ, súc sinh! Sư phụ, người cứ việc đánh cứ việc mắng, là do đồ đệ không đúng. Thật không ngờ, bao nhiêu năm nay ta lại dạy dỗ nên một thứ súc sinh như ngươi. Sư phụ, người từng nói chúng ta là phận làm nô tài, chủ nhân sai nô tài làm gì thì nô tài phải làm đó. Nạn đói năm đó, cả nhà con đánh nạn chạy tới kinh thành, cha mẹ con đều chết đói, là bác Dương gia cứu con. Lúc đó con đã ghi nhớ bác Dương gia chính là chủ nhân. Chủ nhân kêu con tiến cung thì con tiến cung,
chủ nhân kêu con làm thái giám thì con làm thái giám. Bây giờ chủ nhân ngươi muốn tạo phản quá. Vậy thì con sẽ tạo phản theo. Tạo phản? Huynh sai rồi. Ca ca nhường hoàng vị lại cho đệ đệ, sao gọi là tạo phản được? Thái tổ và thái tông cũng là huynh đệ. Không lẽ ý của huynh hoàng vị của phụ hoàng cũng có được nhờ tạo phản? Hơn nữa, nếu muốn cướp đoạt hoàng vị của huynh đó, đệ đã ra tay từ lâu rồi, sao phải khổ sở chờ tới bây giờ? Đệ muốn trước khi huynh đi gặp tiên đế thì nhường cái hoàng vị này lại cho đệ vậy thôi. Như vậy một là giang sơn vẫn nằm trong tay của Triệu gia chúng ta. Nếu như huynh truyền lại hoàng vị cho ít nhi nó vẫn còn là một đứa con nít có bao nhiêu người đang ngấp nghé dòm ngó. Có thể đảm bảo giang sơn vẫn còn là của Triệu gia không? Đây là cái gì? Mở ra xem đi. Thật đệ không tin. Trẫm đã viết sẵn từ lâu rồi. Chắc chắn là huynh ấy. Đệ nóng tính quá rồi. Trẫm đã muốn truyền hoàng vị lại cho đệ từ lâu, chỉ là không nói cho đệ biết. Trẫm cũng nghĩ giống như đệ vậy. Ít nhi vẫn còn là một đứa nhỏ, dù sao giang sơn của Triệu gia ta cũng chưa chắc sẽ được vững vàng trong tay nó. Điều quan trọng hơn là tuy chú Hoài Nhân đã dùng cái chết để chứng minh ít nhi là cốt nhục thân sinh của trẫm, nhưng mà trong lòng trẫm chưa bao giờ thấy yên tâm. Trẫm trầm ngâm suy nghĩ, vẫn nên giao giang sơn vào tay đệ thì mới ổn thỏa. Dẫu muốn mấy ngày nữa sẽ nói cho đệ biết. Đệ không tin. Huynh đang gạt đệ. Chắc chắn huynh đang gạt đệ. Bây giờ nói để biết những chuyện này cũng không muộn. Ngày mai huynh đứng trước mặt bá quan tuyên chiếu, thần đệ nhất định đối xử tốt với hoàng huynh. Trẫm vẫn chưa đóng ngọc tỷ. Có một số chuyện bao nhiêu năm nay vẫn luôn khiến trẫm nghi ngờ. Trẫm phải làm rõ ràng đã. Năm đứa con của trẫm đều là do đệ hại chết phải không? Ngoài hai đứa bị bệnh chết yểu ra thì ba đứa còn lại đều đúng. Hại như thế nào? Nữ nhân mà huynh yêu nhất, Thẩm Phi nương nương. Không thể nào. Đệ nói bậy. Trẫm không tin. Trẫm không tin đâu. Trước khi tiến cung, Thẩm Phi là người của đệ, là do đệ sắp xếp cho tiến cung. Không thể nào. Có hai đứa con là do chính nàng ấy sinh ra. Cũng là do đích thân nàng ta giết. Lúc đầu nàng ta không nỡ ra tay, là đệ ép nàng ta làm. Nhưng mà đệ hoàn toàn không ngờ được, huynh lại càng sủng ái nàng ta hơn, còn muốn lập nàng ta làm hậu. Lương tâm nàng ta không chấp nhận nên treo cổ tự vẫn. Nàng ta đã phản bội đệ. Còn cái bà vú kia nữa cũng là để sắp xếp.
Ít Nhi sống được tới ngày hôm nay chính là vì nó mới chào đời huynh đã giao nó cho đệ, vì đệ không nỡ ra tay. Còn tên Lãnh Thanh đó cũng là đệ sắp xếp. Mẹ hắn mang thai con của huynh bị huynh đuổi ra khỏi cung, những chuyện này đệ đều biết. Đệ đã lợi dụng, lợi dụng hắn ta để huynh nghi ngờ Lưu Nga và Trương Đức Lâm, như vậy huynh mới chịu giao binh phù ra cho đệ. Đệ thật giỏi ngụy trang, đệ thật là tàn độc. Hoàng huynh, người tàn độc nhất trong thiên hạ này thật ra là huynh. Nếu như đệ không ngụy trang, đệ đã chết từ lâu rồi. Đệ và con trai của đệ hoàn toàn không sống được tới hôm nay. Huynh nghĩ kỹ lại đi, Chu Hoài Nhân hết lòng trung thành với huynh, nhưng mà vậy thì có ích gì? Vẫn sẽ bị huynh giết đó thôi. Đứng thủ thành nghe đi, ta là Xu Mật Sứ Trương Đức Lâm. Cả quan thành này đã bị ta bao vây chặt như nêm củi. Mở cổng thành ra, ta muốn gặp hoàng thượng. Bác viên gia có lệnh, không có chỉ lệnh của ngài ấy, bất cứ ai cũng không được vào hoàng cung. Phản tặc đã bị giết, mở cổng cung ra để Trương đại nhân vào cung. Trẫm có một thỉnh cầu, đệ đồng ý rồi thì trẫm sẽ truyền hoàng vị lại cho đệ. Muốn nói đi. Giữ huyết mạch lại cho ta, tha cho Ít Nhi một con đường sống, hạ nó xuống làm thường dân để nó rời xa triều đình, đi càng xa càng tốt. Trẫm hứa với ngươi, Ngọc Tỷ ở trên bàn, để tự đóng đi. Là Trương Đức Lâm đã đến cứu trẫm. Hoàng thượng, thần Trương Đức Lâm phụng chỉ cứu giá tới trễ. Hoàng thượng, người bị kinh sợ rồi. Không trễ, Trương Đức Lâm khanh đến rất đúng lúc. Bác đệ, ông trời đã đùa giỡn chúng ta quá nhiều rồi. Niềm tình huynh đệ, trẫm tha chết cho đệ. Hoàng đế Chân Tông sức khỏe vốn đã suy nhược, lại bị kinh sợ, không lâu sau bệnh tình nguy kịch,
Trước lúc lâm chung đã truyền hoàng vị cho Triệu Thủ Ích và gửi con cho hoàng hậu Lưu Nga để tể tướng Dương Diên Linh cần chính. Nguyên niên Càn Hưng, hoàng đế Chân Tông băng hà, Giang Sơn Đại Tống mất chủ, Bác Dương gia soán quyền thất bại, cả nhà bị lưu đày cô đảo Nam Hải, vĩnh viễn không được hồi kinh. Tể tướng Dương Diên Linh có được lợi ích gì từ việc này? E là bản thân ông ấy cũng không thể nói rõ. Người được lợi còn có Trương Đức Lâm, ông ta có công cứu giá và được trọng thưởng, hai người con trai cũng được phong quan. Tử Ung, Tử Vinh, hai thanh kiếm trước mặt là lễ vật cha tặng cho hai con. Hai con có còn nhớ có ngày cha từng hỏi hai con kẻ thù của chúng ta đang ở đâu không? Ở đằng sau. Ở triều đình. Kẻ thù lớn nhất của Trương gia chúng ta đang ở triều đình. Thế sự khó lường, Bác Dương gia âm mưu xoán vị thất bại, người được lợi lớn nhất chính là Lưu Nga nương nương. Nàng ta được như ý nguyện, được sắc phong làm hoàng hậu. Quách què, ai da giống không? Giống. Giống cái gì? Nương nương, giống chim bồ câu bay lên trời, cả một bầu trời đều là của nương nương.人生本就是梦幻。